Rồi, ở đây có cái con chạm đất các bạn. Ở đây có con SCB chạm đất. Bây giờ mình sẽ nói chung là 20 tủ SCB, không biết con nào. Giờ thử con này nha. Mình đo thì thấy điện áp đi 700 mấy tới 900 mấy nè. Hai âm dương sẽ lệch nhau. Đây, các bạn thấy lệch không? Nè, lệch 80 900 mấy nè. Thế lệch nhau là phải chạm đất rồi ha. Mình sẽ ốp cái con này xuống nha. Ốp cái tủ này xuống. Tách cái tủ tôi ra. Nếu mà đo cái tổng ở dưới nó vẫn còn chạm, đây vẫn còn chạm nha, thì có nghĩa là cái tủ này không bị chạm, cái tủ này ok nha, không chạm nha. Đây mình đo nó lại nè, nó xả nè, nếu áp nó xả xuống thì không chạm nha. Áp nó xả xuống đó, nó xả xuống đất bên đây cũng vậy nè, nó sẽ xả xuống nha. Đó, nó xả xuống là không chạm nha. Còn mình đo lại cái tổng nè, nó chạm, nó còn 89 cho mấy ha, chạm ha. Còn bên đây sẽ thấp hơn nè, tại vì 1.200 thì nó chỉ nó bên chạm bên không chạm, bên này 8 mấy volt, bên này 9 cho mấy là bên này bị chạm ta. Nó bị chạm bên 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 âm. Bên âm bị chạm ha. Nè bạn mở lên bắt đầu nó tổng nó bị chạm nè. Nè, nó bị chạm nè, đo cái tủ thì vẫn bị chạm ha. Đó rồi, cái tủ không bị chạm nha.